rất là êm ý, nó rất là êm, nó không có gây ra tiếng động gì và rất là bảo vệ môi trường luôn ý. Cảm giác lái cũng rất là tốt. Khả năng vận hành như thế này là có thể phục vụ nhu cầu đi lại trong nội đô của mình. Chị thấy khá là bất ngờ vì xe điện của VinFast đấy, thấy điều khiển rất là dễ. Hiện tại giá xăng đang tăng rất là nhanh và rất là cao nên là xu hướng của xe điện là chắc chắn là sẽ nhiều người hưởng ứng luôn. Mà ngồi trên E24 này, chú cảm nhận thấy có cái độ khác biệt so với xe xăng. Tuy rằng mới đầu mình bước vào mình có thể là hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng xong đi một vài phút sau mình đi mình đã sử dụng rồi thì mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình đạp chân ga nó đi rất từ từ và nhẹ nhàng, nhưng mà chuyển sang chế độ kia phát đã thấy mình chỉ nhẹ một cái thôi đã xe nó vọt lên ngay, độ khỏe cảm nhận rất rõ rệt luôn. Thì mình thấy khả năng vận hành của nó rất là mượt mà, khả năng tăng tốc rất là tốt, độ trễ ga chậm. Định hướng trong tầm ở Việt Nam trong khoảng 5 đến 10 năm tới thì việc sử dụng và mua các cái phương tiện đi lại bằng điện chắc chắn sẽ là một xu hướng chủ đạo.